Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Trên tên đây là giá cá. Để đưa sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị dây thủ công dạng có cắt vào rán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Hello các bạn, lại là mình đây. Tiếp tục đi cắt rán cho các bạn xem nha. Đầu tiên mình sẽ dùng bút giã nha. Sẽ đi tô lại nét cho các bạn xem các bạn này. Đây là bức tranh mẫu sắt của mình các bạn ạ. Rồi. Cái ngòi bút mới này với cả cái ngòi anh the này khác hẳn nhau nha. Bút ngòi ngòi thay kia nó to hơn cái ngòi này, cả cái còn cái ngòi mới bút mới này nha, nó bé hơn. Cái ngòi kia to à. Cái này nó kiểu theo chù to bé dần cái dần được. Cái kia to đùng. Mẹ khổ thế. Có tính tiết kiệm rất là tốt các bạn ạ. Thế là thành công rồi, anh còn mang cái người không đây. À không, anh mang 4 tỷ đi em ạ. Anh mang 4 tỷ. Anh mang 4 tỷ đi là được rồi. Rồi các bạn ạ, bây giờ mình nghĩ là chà chà không dùng thì em cắt ra nha các bạn nha. Đấy, chả lâu không à. Vẫn mé được 15 phút đã muốn đợi. Và mùa này nước cạn rồi nên mé nó sẽ lâu hơn. Hả? Lên sông không? Cả nhất cần ngày không đi lên đê được. Lên mình chơi, mình ngắm người, ngắm sông, ngắm nước. Cả mùa này là mùa nước cạn rồi, đúng rồi mà. Đã lên mình cũng biết, theo hàng năm. Xa còn kèm con mẹ em. Nè, là của người ta chịu đấy, bây giờ người ta
của bạn. Mẹ mua bít tết thì bít tết. Ui. Giống Hoàn vậy, giống hoàn các bạn, cắt đúng được cái mắt. Dạ. Các bạn ạ, vậy là mình đã xong tác phẩm cắt dáng của mình đây rồi. Các bạn thấy đẹp và hay cho mình sẽ được like để lên kênh của các bạn rất là nhiều.